Bình minh thật đẹp, nhưng lại báo hiệu một ngày mới không bình yên. Có thứ gì đó đang thu hút những kẻ đối khắc nhất đồng cỏ tìm đến. Thì ra là con mồi của sư tử. Một nhóm nhỏ lên cẩu trinh sát dần dần tiếp cận mục tiêu. Con sư tử cái bản lĩnh nhất trong đàn buộc phải dừng ngang bữa ăn. Nó phải ra mặt đón tiếp những vị khách không mời này. Những miếng thịt vương vãi nhưng kèn kèn đừng mơ mà đụng vào được. Việc đánh đuổi kèn kèn chỉ là kế nghi binh của sư tử cái. Thực ra là nó đang dằn mặt đám linh cẩu. Rõ ràng điều này đã có tác dụng. Linh cẩu với quân số ít ỏi, chúng biết là không nên dạy dột dần trận cướp mồi của sư tử. Chúng lén lút tìm và tha đi những miếng thịt bị vương vãi ở bên ngoài. Rõ ràng sư tử không thích điều này, nhưng sư tử vẫn nới lỏng để cho linh cẩu một ít thịt. Hả? Nhờ đó, sư tử con vẫn rất an toàn. Những thành viên nào chưa no thì có thể tiếp tục bữa ăn. Con sư tử cuối cùng rời đi với cái bụng no căng. Giờ mới là lúc dùng bữa của những kẻ đối khác. Con mồi còn quá ít thịt, nhưng xương thì lại nhiều. Không sao cả, linh cẩu sẽ ăn không còn mảnh xương nào. Oh my god! Tất nhiên, bữa ăn sẽ diễn ra lâu hơn một tí, vì chúng cần thời gian để nhai nát từng loại xương. Với chúng, đây vẫn là một bữa ăn ngon, vì nó miễn phí. Oh yes! Ăn không hết thì tha về tổ ăn tiếp. Chỉ tội lũ kèn kèn đợi chờ lúc từ sớm tinh mơ. Ăn bơ chấm nước ngó với những kẻ đối khác tham lam, ích kỷ nhất của Thảo Nguyên. Người xưa nói không sai, trời cho gì thì ăn nấy. Kèn kèn ăn sắc thối thì chúng nên bay đi tìm sắc thối mà ăn. Còn thịt tươi này không thể dành cho chúng, chúng nên quên đi.